xin được có bông hoa tươi lén hương chồng và tình cảm trái tim tha thiết tưởng nhớ các anh. Chú nói qua hộ cháu cái ngoài ngoài kia là ngã ba Cờ Tử này. Ngoài kia là ngã ba Cầu Sập, là ngã ba Thanh Thủy. Và lượng anh em bắt đầu chạy qua hàng đi dọc theo đây. À. Vào đây là một E165 nằm ở đây. Còn trong làng lò là E141. Vâng. Đây là một giải người ta chạy vào. Hôm nay ngày 20 tháng 12 2023, vâng, cái này là đúng là về ngùng. Ở đây ghi là nhà thắp hương liệt sĩ khu vực Hang Rơi. Trong lúc chuẩn bị thì em xin giới thiệu một chút. Thưa cả đoàn, như vậy là hành trình của chúng ta đã đạt được một cái mốc thời gian theo yêu cầu và cũng đến được những cái địa điểm lịch sử đỏ, những điểm đỏ của lịch sử mà trong chương trình chúng ta đặt ra. Hiện nay cả đoàn đang có mặt tại khu vực Hang Rơi. Và Hang Rơi như thế nào trong cái quần thể của Mặt trận Vị Xuyên thì mời quý vị và các bạn cùng nghe cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng giới thiệu vài nét về khu vực Hang Rơi. Xin mời em. Vâng, em cảm ơn chị. Em chào mọi người. Xin giới thiệu đây là khu di tích gọi là nơi thờ các anh hùng liệt sĩ Hang Rơi. Thì Hang Rơi chính ra của nó là ở bên này vậy. Hang Rơi là nơi bộ đội ta là trước đây trú, và đặc biệt là khu vực này là toàn các đơn vị đặc công ở đây. Đặc công với chính xác ở bên này. Thì cái suối trước mặt đây là không bao giờ là anh em ra đây tắm được, mà là phải đi bộ sang đường theo đường này men sang hàng làng lò tắm bên đấy. Thế còn xuất phát từ cái chỗ này thì là hơi tâm linh một tí nhé. Em kể đây câu chuyện là từ năm 2004, tức là cách đây khoảng 20 năm rồi. Khi đến đoàn kinh tế quốc phòng 33 là con nhà nó còn thấp thôi, đại khái là có đoàn kinh tế quốc phòng 33 ở đây rồi. Thì bảo em lên đây thì các anh có nói chuyện rằng là đêm anh nằm ngủ ở đây hình như kiểu có người cứ dựng giường cho anh dậy đấy. Thì bọn em mới kể lại câu chuyện là có những người hy sinh ở đây, một đợt đến cao điểm đông hơn chục người là hy sinh đấy. Khi kể lại như thế sau đấy cũng nhớ trước cả thời anh Hải đoàn trưởng cơ, tức là anh Hải đoàn trưởng là đời sau rồi, xong rồi trước cả đời anh ấy thì là thời kỳ đấy là đi quy tập về còn để vũ khí vật liệu nổ đầy ở xưa sân, nhưng mà các anh xây một cái miếu nhỏ nhỏ ấy, thì sau này lên đấy chơi. Thì anh bảo là từ đấy là tức là yên đại khái là tâm linh đấy, thì từ đấy thì là được yên. Thì là nguồn gốc trước là nhỏ nó đại khái. Các anh một đoàn kinh tế quốc phòng 33 từ thời lâu rồi, 20 năm rồi. Thế từ đấy đây là xuất phát là từ đấy thì nó mới hình thành cái điểm này. Chứ thực ra đây thì là ngày xưa là đúng ra nói là rất ít người hy sinh, nhưng mà là vì lý do như thế nên xây cái miếu đây. Các anh xây miếu đây dần dần là thành một cái nơi, xong rồi sau này thì là chắc là cựu chiến binh của ta bắt đầu lại xây dựng phát triển lên thêm. Để em sơ qua như thế là mọi người cũng hình dung ra. Xin cảm ơn em. Sau khi làm lễ xong thì cả đoàn sẽ vào tham quan hang. Kính thưa linh hồn các anh linh liệt sĩ khu vực Hang Rơi, tỉnh Hà Giang. Chúng tôi là những cựu chiến binh, gia đình cựu chiến binh, thân nhân các cựu chiến binh, thân nhân gia đình các anh linh liệt sĩ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Hôm nay trở về đây thắp lại chiến trường xưa, thắp hương và tưởng nhớ hương hồn các anh. Các anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, cho chúng tôi có cuộc sống như ngày hôm nay.
chúng tôi hôm nay cùng đoàn viên binh Việt Nam lên đây mang theo tấm lòng thành tưởng nhớ và ghi công tri ân các anh, xin được có bọc hoa tươi lén hương trầm và tình cảm trái tim tha thiết tưởng nhớ các anh. Trước vong linh các anh, chúng tôi xin thắp hương và có một phút mặc niệm. Xin mời tất cả anh em lên thắp hương anh em rồi chúng ta làm lễ tưởng niệm. Trồng đá, điệp trùng đá đá, đá răng thành răng lũy chốn biên cương. Chỉ có đá và đạn thu tàn phá, sống bám đá chết thân vùi trong đá. Đồng đội tôi mộ gác ở lưng trời. Đồng đội ơi anh nằm đâu? Lạnh buốt biên cương hay đang nằm dưới hang sâu vực thẳm, sao mãi chưa về để đồng đội chờ mong. Đồng đội ơi giờ đây đang nằm đâu, nằm đâu anh nằm đâu? Đá pháp đồi đài pha hán hang rơi dốc man làng lò hát ba sau con ép cô ích đã nhòa trong máu vẫn bám trụ kiên cường để tưởng nhớ hương hồn và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của mọi người. Đề nghị đoàn ta mặc niệm một phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây thì mời các bác thắng thắng dẫn các bác đi xem rồi giới thiệu chị. Đây là khu vực này là nơi đặt trạm phẫu. Cái được xây được như này không phải là mới xây đây đâu nhé. Đây là trung đoàn Ba Vì của sư 312. Ngày xưa khi sư 312 lên đây vốn dĩ là của cụ thì lên đây thì xây tất cả những cái cơ sở chỉ huy với cả kho tàng cứ là đều xây gạch hết và rất là cẩn thận. Cái sở chỉ huy ở 468 còn xây cả bể nước để chứa. Thế còn đây là sau này là đấy, trước cái thời kỳ bọn em là năm 84 thì chỗ này nó có xây riết gì đâu. Đúng. Nhưng rồi. Sau này mãi 87 là trung đoàn Ba Vì, đoàn 32 xây. Pháo là nó đây, cối phá đến đây. Nó bắn được đến đây. Đại khái là mình ở trong này thì là an toàn. Là bên kia núi là Trung Quốc, bên kia là Trung Quốc. Ông mang đến cho các anh. Lật sang bên kia, đây này, sau bên này. Chứ còn trong này là có cái gì chú? Hả? Trong này. Có tàng bộ đội ở thôi mà hang đấy đấy. Đi. Cái hang là một cái vách núi không phải là. Tức là nó trườm ra thế này. Nó như cái hàm ếch chứ mà, nó như cái hàm ếch chứ. Nó tựa như hàm ếch. Nó đá nó lồn. Cuối rồi để bắt sắt đi được. Đây tất cả là bộ đội ra nó cứ ở trên cốc vách này. À đây. À. Nên là nó gọi mình gọi là hàm ếch.
nó là cái tựa như thằng ấy, chứ còn cái hang thật thì tí nữa bác vào sang hang mình lò bọn em ở tiểu đoàn nó cũng được à. Mà có suối chảy từ trong ra, coi như ăn ở luôn ở trong hang. Nó xin lỗi bác, ăn ở ỉa đái tất cả trong hang hết, không có việc gì phải ra. Đấy vừa gọi là hang, đây là hang, đây là hà bách thôi. Vâng, đây không cũng thể gọi gọi là. Và cũng báo cáo các bác là khi Trung Quốc đánh năm 84 thì dân là trú suốt của một giải này, xong rồi bộ đội 33, trung đoàn 122 là tổ chức đưa dân về xuôi và đi sơ tán. Nhưng thực ra những cái hang này là toàn dân ở thôi. Mà đến bây giờ vẫn hang một chỗ kín đáo ấy, dân ít vào chỉ để đi dê thôi, chỉ vào để vẫn còn bếp lửa, vẫn còn tất cả thứ. Bọn em nhặt được cẩn thận đấy mà sử dụng lần này để cái tên mấy năm đấy. Đá này nhìn kiểu nó vỡ, mới vỡ xuống rồi. Không, đá này nguyên văn đâu, nguyên bản nó có thế này. Tưởng như mới sạch xuống. Khoai lắm ở đây thì đâu mà không. Nhân chứng sống rồi, ô cái biển gì kia nhỉ? Hàng rơi lên thuyền. Hàng rơi, à. Viên. Viên máu đồng đội nằm đây. Thực ra một đồng đội nằm đây là do phong tăng. Không, thưa. Đấy, tổ cuộc lập tuổi trẻ lập công tô hồng truyền thống đẹp. Trồng đá, điệp trùng đá đá, đá răng thành, răng lưỡi chốn biên cương. Chỉ có đá và đạn thù tàn phá, sống bám đá, chết thân vùi trong đá. Đồng đội tôi mô gác ở lưng trời. Dưới hang sâu vực thẳm sao mãi chưa về để đồng đội chờ mong. Đồng đội ơi giờ đây đang nằm đâu, nằm đâu anh nằm đâu. Đá pháp đồi đài phá hán hang rơi dốc mán làng lò hát ba hát sáu con ép cô ích đã nhòa trong máu vẫn bám trụ kiên cường dẫu đã hóa thành vôi. Đồng đội ơi giờ đây đang nằm đâu, nằm đâu anh nằm đâu. Đá pháp đồi đài pha hán hang rơi dốc mán làng lò hát ba sau có đẹp cô ích đã nhòa trong máu vẫn bám trụ kiên cường dẫu đã hóa thành vôi. Tôi không thể nào quên bao tháng ngày trên biên giới máu đồng đội tôi.